Thưa quý vị, và để tiếp tục với chương trình, ngay lúc này cho phép những lời chương trình xin trân trọng gửi tặng tới quý vị, đặc biệt là trân trọng gửi tặng tới hai gia đình một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Hiếu, ca khúc Hai Ta Hai Quê. Và xin mời quý vị chúng ta một lần nữa dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón giọng hát của nữ ca sĩ Ý Luận. Ca khúc Hai Ta Hai Quê
Và một lần nữa xin được chúc cho tình cảm Tôn Gia sẽ ngày càng gắn kết bền chặt để chúng ta cùng có trách nhiệm chung, đó là vun vén xây đắp cho hạnh phúc của cô dâu chú rể sớm đâm hoa kết trái. Thưa quý vị, yêu nhau rồi hay quên là một, yêu nhau rồi nổi ngoại như nhau. Và tình cảm bên nhau ngày hôm nay, cô dâu và chú rể, chàng trai, cô gái hạnh phúc nhất năm của chúng ta ngày hôm nay đang hạnh phúc, đang kề bên nhau, đang sánh vai bên nhau.